Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện nay Lục Thành đang có mặt tại chợ phiên Bản Giới thuộc thị trấn Xuân Hòa, Hà Quảng, Cao Bằng. Chợ này được họp vào những ngày 5 và ngày 10 âm lịch hàng tháng các bạn nhé. Trước mặt Thành đây là con đường đi vào chợ. Các bạn hãy theo chân Thành đi vào bên trong chợ khám phá xem chợ phiên nơi đây có bán những cái mặt hàng gì nhiều các bạn nhé. Đó. Thành sẽ quay chi tiết một chút những mặt hàng đó để mà chia sẻ với các bạn. Chúc các cô đặt hàng nhá, cho cháu quay những cái mặt hàng ở trên Hà Quảng này để chia sẻ với các bạn nhá. Thì cháu chưa bao giờ được lên cái chợ phiên gọi là Bản Giới này lần nào ạ? Khoai môn nhà cháu không phân biệt được. Khoai môn cô nhỉ? Khoai này cháu phải mua nhá. Nấu canh thơm lắm đấy nhỉ? Cháu sẽ mua ủng hộ các cô một số. Dạ. Cái loại này thơm lắm bà nhỉ? Bà làm thịt bà bán xong rồi. À thế á, bà cũng bán á? Ừ, bán xong rồi cháu này mới về tiếp tục. À. Ấy, bán này. Vâng, tức là bà bán xong rồi xong cô à, mới đến. Cô mới đến. Thế đắt hàng đấy cô nhỉ? Ừ. Rồi, cháu chúc cô đắt hàng. Thanh long này, thanh long đỏ rồi. Thanh long này cháu. Dạ. À, rồi. Bán nhiều đồ có cá suối này. Đó. Cá suối à chị? Em quay gần ở chạm, có chạm rừng chị ạ. Các bạn ơi, này. Dạ ngon lắm đấy. Con cá này cá gì trông lạ đấy nhỉ? Anh còn tận đâu ạ? Ở người bên Quảng Hòa đấy mà. Vâng. Vâng, bên chơi thôi, chưa bao giờ lên chợ này. Tên con cá này cá gì chị nhỉ? Tiếng Tây cũng được, Tây Nùng cũng được. Tiếng Tây làm chắc cá. Pea cá. Pea cá. Pea lại cá nữa. Vừa tiếng Tây vừa tiếng phổ thông à. Rồi nhỉ. Vâng, rất là vui những con cá này. Cá suối ngon lắm. Vâng. Rồi chúc chị đặt hàng. Em đi nhiều nơi khám phá đấy, đi hỏi nhiều một tí mà chị đang bán hàng. Có dứa này. Đấy, mùa này mùa dứa thì phải các bạn ơi. Rất là nhiều. Con đường chính đi vào chợ này. Tại sẽ đi từ từ khám phá từng khu vực một để mà chia sẻ với các bạn. Dưa hấu, táo, dứa, rau xanh các loại. Đi từ khu vực 1 các bạn nhé. Đây, các cô là người dân tộc Mông. Bên này có mít. Chú ạ. Dạ, thì cháu quay lại giúp thầy ạ. Vâng, cháu đi một vòng chơi đã. Dạ. Ổi chám đen các bạn ơi. Ở trên Cao Bằng có chám, mùa này là mùa chám đen này. Cô cháu quay một chút được không? Cho cháu quay một chút nhá. Giới thiệu đến với các bạn mà có bà cụ đang mua ở đây này. Bà ấy mua khoảng bao nhiêu bà? Bao nhiêu làng? Dạ. 100 quả, đếm theo quả. À, lại đếm theo quả các bạn ơi. Thành cầm lên cho các bạn xem nhá. Chám Cao Bằng. Mùa đây đang là mùa chám mà. Có nhiều người nhờ Thành mua chám. Tức là chám làm được nhiều món. Thì Thành hỏi cô nhé, trao đổi với cô để cô trò chuyện với cô một chút. Cô mình thử làm món gì nhỉ? Cháu được biết là làm xôi chám này. Làm xào thịt này, kho thịt đấy nhỉ. Đấy, chám đen này. À, xào với cá à bà? À, bà chia sẻ giúp cháu với những cái món mà bà hay làm ấy. Thì mọi người cùng biết đấy bà. Nhưng mà chám này phải biết làm nó mới ngon. Cháu được biết là ngày trước bố mẹ cháu hay đem đi nhúng vào nước ấm hay sao ấy, ấm nóng xong mới bóc qua, tách vỏ, tách hạt, dạ. Qua nó để chín đúng vào đấy phải đủ tầm nhỉ, hình như vừa bỏng tay hay sao là được, dạ. Đến nóng quá nó để chín hạt rồi. Đấy, chế biến hơi khó đấy các bạn ạ. Nhà cô ở tận đâu hả cô? Đông An á? À, mùa này còn nhiều không cô? Còn ít rồi, bây giờ cuối mùa rồi. Mình trồng hay là cây này mọc tự nhiên à? Mọc tự nhiên này. À, thì mọc tự nhiên cây này cao to lắm đấy nhỉ? Lắm. Lấy khó đấy. Lấy khó, mọc tự nhiên nhiều lắm. À.
Dạ. Cháu đã tức là cháu có ý định là đi quay một cái clip về những khu vực nào nhiều chám để chia sẻ với các bạn này, nhưng mà chưa không tìm được ở các bạn mình ở Phú Hòa năm nay bà ít quả lắm. Cây này chỗ trong làng này chỉ có tầm chục cây này thôi. À tầm chục cây ạ, cũng không nhiều nhỉ. Nhiều đâu, kiểu mình nó mọc tự nhiên mà. Dạ và nó mọc tự nhiên mình để ở khu vực bên Thạch An với Phục Hòa có khá là nhiều. Vào Đại Tiến này, Đại Tiến này có nhưng mà bên cao. Dạ, bên Đại Tiến là thuộc Hòa An nhỉ. Dạ vâng. Hôm nào cháu tìm hiểu vào để quay một lần. Đấy các bạn ơi. À hỏi giá cả một chút. Cô bảo là bán theo quả hả? 100 quả thì 80.000. À 100 quả thì 80.000. Cân 190. Dạ. Tức là khoảng 90.000 đến 80.000 đến 90.000 một cân phải không ạ? Dạ. Các bạn ơi, chám đen nhá. Đấy, đây là đặc sản của Cao Bằng rồi. Đấy, một số gia đình đang tìm nhân giống khá là nhiều. Hy vọng là 5 10 năm nữa. À. Cây chiết là không ngon bằng ạ. Nhưng mà mình chiết từ cây này ra mà. Còn cây ghép mà ghép ở quê, tức là cây ghép mà các cơ sở ghép hay chiết ghép chuyên chiết ghép hay không ngon bằng phải không? À lại thế. Dạ. Rồi cháu chúc cô đã hàng nhá. Chúc bà làm được nhiều món ngon. Cháu đi chơi nào. Tiếp tục vào bên trong này. Bên này chủ yếu là quần áo các bạn ạ. Quần áo đủ các loại. Xem bên này nào. Những bên trong này sắp hết là khu vực bán rau củ quả rồi. Đấy. Ở đây lại có cá tiếp. Đó chào cô. À. Những chiếc thớt ở đây các bạn ơi. Thớt này là bằng lõi cái nghiến đấy. Lõi nghiến này. Chỉ mới 3 triệu một cái. Những con thỏ này. Cô bán lạc hả cô? Của họ á? À của họ. Ở trên Hà Quảng này lạc khá là nổi tiếng các bạn ạ. Lạc gọi là đất trồng lạc ấy. Lạc này to đều. Lạc sống, còn đây là lạc luộc rồi. Luộc rồi đó. Đó. Cô đi bắt cá về bán á? Cô bắt hay ở chú ở nhà bắt à? À chú bắt. À. Cá này tiếng Tây là cá gì à cô? Pea răng này. Nhiều loại phải không? Ừ, tổng hợp nhiều loại. Cá suối rất là ngon đấy, thơm ngon. Dạ. Phiên chợ nào mình đi tìm về bắt về nuôi về bán à cô? Nói nhỉ. Dạ. Wow. Phiên nào đi tìm về bán là có tiền nhỉ? Rồi cháu đi chơi bên này nào. Rồi. Chúc các cô đắt hàng ạ. Xem bên này có quả gì đặc biệt không? Nho, bưởi, rau dớn, nhãn. Hồng này. À bây giờ cũng là mùa hồng đấy nhỉ, cháu chào cô. Mùa hồng thì phải trên Cao Bằng ấy. Mùa gặt là vào mùa ta đang có quả hồng. Hồng không hạt. Quả to nhỉ. Cháu quay một chút. Khoảng bao nhiêu một cân hả cô? À. Có loại nhỏ thì ngọt hơn nhỉ. Cái loại này cũng ngon rồi nhưng mà loại nhỏ ngọt hơn. Đấy, ở đây có một loại rau rất là đặc biệt, cô vừa đi chợ về này. Đấy rau đắng. Đó. Rồi, cháu đi khám phá thêm một chút rồi. Cháu cảm ơn cô xem có cái món gì đặc biệt không. Đấy. Chám đen các bạn ơi. Chám đen vừa rồi Thành quay cái đoạn đầu video ấy. Có nhắc đến chám đen này. Họ chế biến ra những cái món món chám như này đây. Tức là họ tách tách vỏ với hạt ra rồi. Đó. Và đây là những cái phần thịt họ đem đi chế biến những cái món khác. Đó, tiếp tục đi khám phá thôi. Rồi.
Đây. Cháu vào bên trong à, xem còn có mặt hàng gì nữa không ạ. Thanh long với lạc với đỗ. Đây. Những cửa hàng bánh. Một chiếc bánh rán này các bạn ơi, bánh phồng này. Đấy. Trông rất là hấp dẫn. Đó. Chào chị. Em là Cao Bằng quê hương tôi gì ạ? Vâng, trên YouTube ấy, YouTube. Vâng, cảm ơn chị. Dạ. Trứng chim cút các bạn ơi. Trứng gà, trứng vịt gì đấy. Ồ, ở đây có đậu bắp này. Đậu bắp món này Thành khá là thích. Nó hơi nhớ nhớt một tí nhưng ăn ngon lắm. Hoặc là luộc. Đó. Bánh. Đó. Các loại bánh luôn. Thầy xin phép quay lướt qua để các bạn xem. Cực kỳ hấp dẫn luôn. Bánh rất là ngọt nhé. Để Thầy rất là mê ăn bánh thì quay lại sẽ mua bánh bò. Ồ. Đây có một gian hàng khá là mềm. Ôi cháu chào ông ơi. Hôm nay bán cả thuốc hả ông? Ông bán cả thuốc phải không? Cháu quan sát qua thì có thấy ông bán một số loại cây lạ lạ này ạ. Các bạn ơi, đây là những cây thuốc các bạn nhá. Cái này một túi rất là to, hai túi, ba túi một bó. Đó. Mình những chiếc giỏ gì đấy. Giỏ cá phải không ạ? Dạ. Đây là những chai mật ong hả ông? À đây. Đó. Cháu muốn hỏi về thuốc về ông một chút, loại thuốc mà ông hay bán ấy. Ông đây là thuốc gì ông nhỉ? Thuốc này công dụng của nó là gì ạ? Cái thuốc giãn gân. Dạ. Thuốc giãn gân. À, giãn gân à? Dạ. Đau lưng xương khớp các thứ ạ? À, dạ dạ, tên là thế. Đấy. Còn túi này là... Dạ. Hồng chi tiễn á? Là có tác dụng gì ạ ông? À, ngâm rượu. Nhưng mà mình uống vào là có tác dụng gì ạ? Mình uống mà là có tác dụng gì ạ? Cái này á? Dạ. Cái này thì ngâm rượu thì uống là ăn được cơm. À, ăn được cơm, khỏe người nha. Như cây này cũng thế ạ, tương tự như thế ạ, hay là cây khác? À, nhiều thứ ạ, nhiều loại đấy nhỉ. Ồ, cái đây này. Cái thân hình vuông vắn cái cây này. Cây này là cây gọi là theo tiếng Tàu là Xí Phương Thằng. Xí Câu Thằng á? Xí Phương Thằng. Xí Phương Thằng. À, nó rất là vuông các bạn nhé, thân hình này. Hình vuông. Dạ vâng, nhiều cây lạ lắm. Ở vùng cao nhiều cây thuốc lạ lắm, rất là thú vị. Dạ. Rồi chào chúc ông đắt hàng ông nhá. Cháu muốn giới thiệu thuốc đến với mọi người biết một chút mà. Dạ vâng. Cháu đi khám phá chợ phiên ạ. Đấy. Dạ đi chứ. Bản giới cho ông chưa lên lần nào. Cô bán thạch ở đây. Đó, tiếp tục là thạch của Thạch An Cao Bằng đem về bán tại chợ Bản Giới đây. Lấy lá, nhưng mà mình lấy bên Thạch An mà bà nhỉ? Ừ, lấy lá Thạch An. Đúng rồi, đấy. Thạch An thì rất là nổi tiếng rồi. Thạch đặc sản ở Cao Bằng rồi. Dạ, chúc cô, chúc bà đắt hàng nhá. Dạ. Đi chơi đó. Dạ, vâng. Dạ. À. Ôi, lại trứng gà, trứng vịt. Bên này, các cô đang bán trứng gà, trứng vịt. Cô rất là vui. Bánh này. Những cái gian hàng di động các bạn ạ, bán bánh, các loại bánh luôn. Đây. Bánh. À. Chám. Chám xanh, mùa chám chín thì phải. Cô từ đến nhất hả cô? Cháu chào cô ạ. À, khai bên thứ đây ạ, cô. San Liệp Xiên á?
ông bây hết canh, ông bây kho cá, canh cá này nó đây kinh đấy, và đây khai nữa, cô đây khai nữa, có vẻ chợ khá là vắng các bạn ạ, lại một quán bánh ở đây này, quán bánh. Những cái gian hàng bán đồ nhựa, đồ gia dụng rất là nhiều. Dạ. khu vực làm bánh trực tiếp bán ở đây các bạn ạ. Đó. Những chiếc bánh rán rất là nhiều đường. Đó. Bên này bánh dày à cô? À đây bánh dày thôi. Dạ dạ vâng. Mấy nghìn một chiếc à cô? 2.000 thôi. À. Khá là rẻ rẻ các bạn ạ. Vâng. Làm vất vả. Nhưng biết làm gì được đúng không? Không biết. Dạ. Làm này kiếm tiền là làm bánh, có việc làm là được rồi. Rồi cháu chúc cô đặt hàng ạ. Đó, các cô bán bánh ở đây. Đây được lót bằng cái gì nhỉ, lá của cây vả. Đấy rất là tự nhiên. Rất là sạch dạ. Đó, cháu đi chơi đã. Bên trái này quán phở các bạn ơi, quán bán phở. Không nhầm, đây là con đường đi ra ngoài rồi. Rất là nhiều xe được gửi ở đây. Đi vào bên trong chợ đó. Ôi, những cái gian hàng bán đồ khô rất là nhiều. Rồi, toàn đồ khô đây. Những mặt hàng này ở đâu cũng có. Đi quay những cái đặc trưng nhất của Cao Bằng đây. Của địa phương đây. Mà chia sẻ với các bạn. Các bạn ơi, như vậy Thành vừa đưa các bạn đi khám phá dạo quanh một vòng toàn bộ khu vực chợ phiên Bản Giới thuộc thị trấn Xuân Hòa, Hòa Quảng, Cao Bằng. Các bạn đang xem kênh YouTube của Thành thì hãy tiếp tục ủng hộ Thành nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.